Dưới lệnh start là lệnh duration. Duration là khoảng thời gian diễn ra hiệu ứng. Nếu mà khoảng thời gian diễn ra càng lớn thì hiệu ứng càng chậm. Ngược lại, nếu khoảng thời gian này nó càng nhỏ thì hiệu ứng nó diễn ra càng nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ bật lên xem là với cái tốc độ 0,5 giây này thì hiệu ứng nó nhanh hay chậm. Chúng ta ấn cái rất là nhanh đúng không ạ? Khi mà chúng ta gán hiệu ứng, con số này có thể là nó 0,5 giây hoặc là 2 giây tùy thuộc vào một số cái hiệu ứng. Ví dụ như là tôi gán một con số khác. Hiệu ứng win này nó mặc định là 2 giây cơ. Nó chậm hơn rất là nhiều. Chứ còn nếu mà chúng ta gán fly in thì tự dưng nó chuyển thành 0,5 giây, nghĩa là con số mặc định. Con số mặc định này có thể là sẽ không phù hợp với mục đích của chúng ta. Thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh lại. Bây giờ tôi thử tăng tất cả cái này lên là 3 giây để chúng ta cảm nhận xem là cái tốc độ nó khác nhau như nào. Rất là chậm đúng không ạ? Dưới duration là phần delay. Delay là khoảng thời gian trễ so với điểm lẽ ra nó bắt đầu. Ví dụ như cái hiệu ứng số 1 này, lẽ ra nó bắt đầu khi mà chúng ta ra lệnh đúng không? Rồi cái hiệu ứng thứ 2 này, lẽ ra nó bắt đầu khi mà hiệu ứng thứ 1 kết thúc. Thì cái hiệu ứng thứ 2 này nó nối đuôi nó ra. Nếu mà chúng ta đặt cái delay này nó tăng lên, nó có khoảng thời gian trễ, thì nó sẽ bị lùi lại so với cái điểm lẽ ra nó bắt đầu. Trong ba cái hiệu ứng này thì hai cái này lẽ ra nó bắt đầu khi mà điểm số 1 kết thúc này. Tuy nhiên lại tôi đặt số 2 này nó bị delay thì nó sẽ bị muộn hơn. Chúng ta nhìn thấy cái độ lùi này đấy. Có nghĩa đây cái hiệu ứng thứ 3 nó sẽ bắt đầu trước hiệu ứng thứ 2 này. Chúng ta thử xem. Chưa thấy hiệu ứng thứ 2 đâu đúng không ạ? Một lúc sau hiệu ứng thứ 2 mới ra. Đó. Bây giờ cái hiệu ứng số 1 này tôi cũng đặt một cái thời gian trễ. Thì tất cả cái cụm nó lùi lại đúng không? Bởi vì thực ra là hai cái dưới này này nó sẽ ăn theo cái thứ nhất, ăn theo cái one click này. Tuy nhiên cái one click này tôi đặt lùi lại thì tất cả cái cụm này lùi lại so với khi mà tôi ấn lệnh. Bây giờ tôi ấn lệnh và chưa thấy hiệu ứng nữa đúng không? Bởi vì nó bị thời gian trễ. Một lúc sau nó mới ra. Cái việc mà chúng ta để nó delay hay là không delay, rồi là để cái duration bao nhiêu, rồi là để cái start này là one click hay là after ấy, thì phụ thuộc vào cái kịch bản mà chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng. Ở chúng ta có thể tổng kết lại phần duration và delay bằng cái slide sau. Ví dụ như đây là cái khoảng thời gian duration là ngắn dài khác nhau của các cái hiệu ứng. Và khi mà chưa có khoảng thời gian delay, những cái lệnh này nó liên tiếp nhau và không bị cách đoạn. Ví dụ như là enter xong cái thì cái thứ hai diễn ra và enter cái thì cái thứ ba diễn ra. After ấy thì nó nối tiếp nhau và ở đây không có khoảng thời gian trễ. Còn with previous không có phần delay đồng loạt ra cùng một lúc luôn. Thế còn nếu có delay thì sao? Cái thứ nhất ra chúng ta ấn one click đúng không ạ? Và phải chờ một lúc đến khoảng thời gian delay thì cái thứ hai mới diễn ra. Cái thứ hai hết chúng ta ấn one click, chờ một lúc cái thứ ba mới diễn ra. Đặc tính của cái này đấy chính là bị trì hoãn. Còn after thì nó liên tục nhưng mà nó bị cách quãng. Là tính chất của cái này đấy chính là nối tiếp nhưng mà đứt đoạn. Còn with previous nó gối đầu sau này nó ra chứ nó không chạy ra cùng một lúc. Tính chất của này là gối đầu sau này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái phần lý thuyết vừa rồi. Chúng ta sẽ tạo một cái slide mới. Slide này thì chúng ta có cái tiêu đề và các nội dung còn. Mỗi cái câu này là chúng ta tượng trưng cho một cái paragraph, nghĩa là tượng trưng cho một cái đoạn. Một đoạn này thì được phân cách bởi hai dấu enter. Thì các cái đoạn này cũng tương đương với cả các cái đối tượng, ví dụ như là hình vẽ hay là text box này. Về hiệu ứng ấy, sẽ coi đây là một đối tượng, một cái khung text này là một đối tượng, hoặc là cả một đoạn này là một đối tượng, hoặc là cả cái khung text này là một đối tượng. Nhưng mà nó sẽ không coi một cái ký tự này một đối tượng được. Chúng ta sẽ không thể nào mà gán hiệu ứng cho một ký tự chữ này được. Để mà gán cho một ký tự chữ này thì chúng ta bắt buộc là phải, ví dụ như là chúng ta phải Ctrl X nữa ra. Đó. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái text box riêng. Thì nó sẽ coi đây là một đối tượng. Còn chúng ta không thể nào mà gán cho cái chữ là nội dung một này được. Đó. Khi chúng ta gán hiệu ứng cho phần paragraph này thì nó cũng tương ứng với chúng ta gán cho các cái đối tượng này, cũng giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện gán hiệu ứng cho các đối tượng paragraph này.
Trước hết là chúng ta sẽ Katsuna, chúng ta vào cái animation này, chúng ta ấn bất kỳ một cái hiệu ứng nào, ví dụ như là tôi ấn fly in. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gán cái hiệu ứng tiêu đề này, các bạn nhớ là gán cái này trước rồi chúng ta sẽ gán cái tiêu đề này. Tiếp theo chúng ta ấn vào đây, ấn fly in đúng không, chúng ta bật lên, chúng ta ấn thì chúng ta thấy cái phần này nó sẽ ra cả một khối đúng không ạ, và chúng ta ấn cái nữa thì cái tiêu đề này nó ra. Và nhìn ở trên này, khi mà chúng ta bao đen, ấn một hiệu ứng tất cả các cái hiệu ứng này và gán thành cái dạng with previous, nghĩa là ra cùng một lúc đúng không, và cái tiêu đề này phía trên cùng lẽ ra là chúng ta chạy ra đầu tiên, nhưng mà bởi vì là chúng ta gán sau nên là nó đã ra thứ hai đó. Chúng ta bật lên xem, kiểm tra lại nữa đó. Thì bây giờ tôi muốn là cái tiêu đề này nó ra đầu tiên và các cái dòng này nó ra từng dòng một theo thứ tự, thì chúng ta sẽ phải làm nào? Chúng ta tạm dừng hình để làm được đến bước này đi ạ, rồi chúng ta sẽ làm tiếp. Để mà cái tiêu đề này nó ra trước cái phần nội dung này, là chúng ta cần phải gắp cái tiêu đề này lên trên, chúng ta có thể thay đổi cái thứ tự. Thứ hai nữa là để nó ra từng dòng một, từng dòng có nghĩa là chúng ta ra lệnh nó mới ra được ạ, thì toàn bộ cái phần này, phần hiệu ứng này chúng ta phải gán là lệnh lệnh gì ạ, lệnh one click được ạ. Chúng ta bôi cái hiệu ứng đầu tiên, giữ shift, chúng ta bôi cái hiệu ứng cuối cùng đó, rồi vào đây chúng ta ấn one click. Rồi bây giờ ra thử, ra từng cái chưa ạ. Tôi để hai cái đối tượng này đây để chúng ta thấy là chỉ có những cái nào mà được gán hiệu ứng thì nó mới ra theo cái lệnh của chúng ta, thế còn nếu mà không được gán hiệu ứng thì nó hiển nhiên nó cứ tồn tại đây, bật lên nó đã có sẵn. Và việc gán hiệu ứng cho đối tượng này hay là một cái paragraph này, một cái dòng này, nó cũng giống nhau thôi, nó không có gì khác nhau cả. Nên chúng ta có thể tạm thời xóa cái này đi. Bây giờ tôi muốn là cái dòng nội dung 2 này nó sẽ ra đồng thời với cả cái dòng nội dung 1, thì chúng ta làm nào ạ? Dòng nội dung 2 thì chúng ta thấy nó hiển thị nội dung đây đúng không? Nó là cái hiệu ứng thứ ba, nhưng mà cái nội dung nó là cái này. Chúng ta nếu mà muốn nó ra cùng nội dung 1 thì chúng ta ở đây chúng ta chuyển thành with previous. Bây giờ chúng ta thử chiếu lên. Cái ấn tiếp theo thì nó phải ra hai cái dòng nội dung đúng không ạ? Đó. Cái ứng của nội dung 1 và nội dung 2 hiện tại nó đang song song với nhau, cùng ra một lúc đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ đặt delay cái này. Nó cũng tự động ra nhưng mà nó sẽ ra chậm hơn một chút so với cái đầu tiên nó. Chúng ta có thể giảm nó về không để chúng ta thực hiện bài tập khác. Bây giờ tôi điều chỉnh cho các hiệu ứng này thời gian nó dài ra. Bây giờ tôi muốn cái nội dung thứ tư này, chúng ta bôi ở đây, chúng thấy là nó bôi đen ở đây hiệu ứng này đúng không? Tự động nó ra sau cái nội dung 3 này, nó tự động ra sau ấy, thì chúng ta ấn after with nên ra sau đấy, nhưng mà chúng ta không cần ấn lệnh, nó tự động ra. Để chúng ta thử. Đúng chưa? Bây giờ là tôi muốn cái hiệu ứng của cái phần chữ này, nội dung này, nó vừa là hiệu ứng bay lên nhưng mà vừa là hiệu ứng phết từ mờ đến rõ đấy ạ. Thì chúng ta sẽ phải làm nào? Chúng ta bôi cái phần này, bôi cái phần này cũng giống như là chúng ta chọn đối tượng. Chúng ta phải ấn animation. Chúng ta ấn phết. Tuy nhiên cái hiệu ứng mà chúng ta vừa gán cho đối tượng này ấy, nó lại nằm ở tận dưới cùng đúng không ạ? Nếu mà chúng ta bật lên ấy, thì nó sẽ bị lỗi như này. Đó, nghĩa là bị lặp lại. Nó bị lặp lại một hiệu ứng lần nữa, nó đã hiện rồi, nó hiện lần nữa đúng không ạ? Chúng ta phải gắp lên trên này. Và chúng ta ấn with yes. Và thông thường ấy, để cái hai cái hiệu ứng này nó diễn ra đồng thời với nhau thì chúng ta cần phải cho hai cái khoảng thời gian này nó bằng nhau. Chúng ta đây chúng ta sẽ tăng lên. Ví dụ tôi xóa bớt cái, tôi cho cái dòng hiệu ứng thứ hai này, cái nội dung hai nó là one click đi để cho nó tách biệt ra. Chúng ta nhìn cái hiệu ứng của cái dòng nội dung thứ nhất này cho nó dễ. Đúng rồi, từ mờ đến rõ đúng không ạ? Thế còn nếu mà giả sử mà chúng ta cho cái hiệu ứng này nó thời gian nó ngắn hơn,
thấy là nó đã hiện nửa đường, nó đã rõ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm một bước này để xem là cái hiệu ứng nó, lúc đấy là chúng ta vừa sử dụng cái hiệu ứng Edmore đúng không? Add thêm một hiệu ứng nữa cho đối tượng này. Bây giờ chúng ta có thể bao đen toàn bộ này và chúng ta ấn White thì chúng ta thấy toàn bộ cái phần này nó chuyển thành một cái white, và cái phần dòng nội dung một lúc nãy nó có hai hiệu ứng, bây giờ nó đã chuyển thành một hiệu ứng là vì chúng ta vừa ấn cái nút chuyển xong đúng không? Và khi mà chuyển như này nó giống như là chúng ta đặt lại hiệu ứng mới ấy. Nó đã chuyển thành tất cả là về with. Đó. Và chúng ta có thể lại phải đặt lại cái vấn đề là ra lệnh cho nó đúng không? Thì các bạn hãy thực hành lại cái bài tập này để chúng ta rõ cái vấn đề là, thứ nhất là cái phần train đổi hiệu ứng, rồi là add more là thêm hiệu ứng, và cái phần one click rồi duration và cái phần delay nữa.